Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm kính lễ chư Tôn đức giáo phẩm tăng ni. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Bồ Đề Phật Quốc TV trên băng tần 57.15. Rất vui được đến với quý vị qua chương trình Vấn Đáp Phật Pháp. Kính thưa quý vị, chương trình này được thâu hình trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần lúc 8 giờ. Sự thiết lập của chương trình này là nhằm mục đích tháo gỡ những thắc mắc trong đời sống tu học và đồng thời chia sẻ những Phật sự trọng yếu tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Và giờ đây, Nhật Tường xin kính giới thiệu đến quý vị một vị thầy rất là từ bi và luôn luôn giảng cho chúng ta những bài pháp vi diệu. Đó là vị thầy Thượng Tọa Thích Huyền Châu. Vị thầy sẽ trùng thiên những giáo nghĩa vi diệu trong chương trình hôm nay. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên chúng con cùng thính thầy có lời chào đến quý khán thính giả. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Trân trọng kính chào anh Nhật Tường. Kính chúc đại chúng có một buổi sinh hoạt vấn đáp Phật pháp thật nhiều an vui lợi lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính thầy. A Di Đà Phật. Lời đầu tiên, Nhật Tường kính chúc quý vị luôn luôn là thân khỏe tâm an. Và kế đến là Nhật Tường luôn cũng rất mong quý vị khi theo dõi chương trình Vấn Đáp Phật Pháp rất vui, rất hoan hỷ và đặc biệt là thương Nhật Tường gọi vào cùng với Nhật Tường sinh hoạt trong mỗi chương trình Vấn Đáp Phật Pháp. Kính thưa quý vị, chương trình Vấn Đáp Phật Pháp luôn luôn tìm những đề tài có tính cách ngắn gọn và ứng dụng trong đời sống của chúng ta. Và hy vọng qua những lời dạy của Đức Phật, chúng ta có thể làm cho sự tu tập chúng ta càng ngày càng được tăng trưởng. Và hôm nay, chương trình xin kính tiếp tục từ trong kinh Tương Ưng với đề tài là Phẩm Rừng Núi. Và hy vọng qua chương trình này, đời sống tâm linh chúng ta sẽ được vững mạnh hơn, chúng ta càng tinh tấn hơn. Giờ đây, Nhật Tường xin kính mời quý vị lắng lòng đón nhận những lời thuyết pháp có năng lực thanh tịnh. A Di Đà Phật, giờ đây chúng con thỉnh thầy. A Di Đà Phật, xin cảm ơn Nhật Tường đã có vài lời giới thiệu với tất cả đại chúng. Kính thưa đại chúng, giờ đây xin phép các vị cho phép chúng tôi được tiếp tục với nội dung được biên tập lại ở trong kinh Tương Ưng. Thì như chúng ta biết, chương trình Vấn Đáp Phật Pháp là một trong những chương trình để tháo gỡ những thắc mắc trong đời sống hàng ngày của tất cả chúng ta về phương diện tâm linh Phật Pháp. Cho nên hôm nay nếu như các vị muốn hỏi gì cũng có thể không dừng lại ở trong nội dung mà chúng ta đang lắng nghe. Ngoài ra những đề tài khác, những nội dung khác thì chúng ta cũng có thể hỏi. Có nghĩa rằng chương trình này là để tạo cơ duyên giữa Bồ Đề Phật Quốc với đại chúng. Tất cả những ai muốn tư vấn, muốn hỏi về Phật Pháp thì chúng tôi biết gì sẽ thưa chuyện, sẽ hầu chuyện cùng với tất cả đại chúng. Do vậy xin các vị đừng có ngại ngùng. Và những đề tài mà chúng tôi đem ra đây trình bày không phải tự mình đặt ra đâu thưa quý vị. Chúng ta là phàm nhân, không ai dám nói mình có một cái trí thanh tịnh như Bậc Thánh. Cho nên chúng ta nhất nhất y vào kinh tạng để mà thảo luận thì chúng ta qua đó cũng có thể học được rất nhiều những bài học quý giá bên trong. Giờ đây xin mời các vị, chúng ta tiếp tục với nội dung được ghi lại ở trong kinh Tương Ưng với bài Rừng Núi. Thì như chúng ta biết, kinh Tương Ưng này chúng ta đang dừng ở phẩm Tương Ưng Chư Thiên, tức là tất cả những nội dung mà Đức Phật đã dạy cho các vị thiên thần lúc bấy giờ. Thì lúc bấy giờ chúng ta biết rằng trong một đêm mà có một vị thiên thần ở trên cõi trời đã xuống ở nhân gian này. Sau khi đến lễ Đức Thế Tôn xong rồi thì Ngài mới nói một cái bài kệ như sau: là thường sống trong rừng núi, bậc thánh sống phạm hạnh, một ngày ăn một buổi sau sắc thọ thù diệu. Tức là vị thiên thần này rất là ngạc nhiên, trong khi mỗi người ai muốn giữ cho mình có một cái sắc tướng trang nghiêm thù diệu thì phải có sự bồi bổ ăn uống, sống ở trong một cái môi trường tốt lành, tránh đi sự tác động của thời tiết, của thiên nhiên, thì lúc bây giờ người ta mới có được cái sắc tướng an lành. Còn ở đây tại sao một vị phạm hạnh, một người tu tập thường sống ở trong rừng núi, chịu bao nhiêu cái thiếu thốn của vật chất mà chúng ta có thể xem như là cảnh rừng thiêng nước độc, thì làm sao có được cái sức khỏe hết sức là thù thắng vi diệu như vậy? Đây chính là một cái điều lạ kỳ mà vị thiên thần không hiểu. Thì những điều này không phải là riêng gì chúng ta đâu thưa quý vị. Có một số Phật tử đến chùa thấy một số vị tăng ni họ thật là dễ thương, rất là xinh đẹp. Và các vị nói rằng
là có lẽ rằng các thầy các cô do ăn chay cho nên thấy ai cũng hão tướng cũng xinh đẹp, nhưng lúc bây giờ chúng tôi nói rằng thế thì tại sao các vị không chịu ăn chay đi cho mình được được hão tướng được xinh đẹp, mà trong khi chúng ta lại sử dụng những cái thực phẩm khác để tự tàn phá sức khỏe của mình, hoặc là tự làm cho mình xấu đi, hoặc là làm cho mình bị mang lấy nhiều bệnh tật chẳng hạn. Như vậy thì mình nói qua mình nói lại nhưng mình không có hiểu cái chân nghĩa bên trong. Thì thưa quý vị, qua cái câu nói của một vị thiên như vậy thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn chỉ cho chúng ta một cách nào để chúng ta sống, mà bất luận là chúng ta đang tồn tại trong không gian thời gian nào thì chúng ta cũng có được sự an vui, sắc tướng rất là thù diệu. Thế Tôn dạy như sau: không than việc đã qua, không mong việc sắp tới, sống ngay với hiện tại, do vậy sắc thù diệu. Đây chính là một bài kệ mà Đức Thế Tôn chỉ cho chúng ta có một cái bí quyết, đó là chúng ta muốn giữ cho mình có sắc tướng trang nghiêm, thù diệu, đẹp đẽ, thì chúng ta hãy giữ cái lòng của mình đó là không than vang cái việc đã qua. Trong cuộc sống của chúng ta thường hay hối tiếc việc này việc kia, cái gì mà mình mong ước như vậy nhưng nó không được vừa ý, hoặc là mình làm như thế để rồi mình bị thất bại, sau đó mình tìm hiểu ra do cái nguyên nhân như thế cho nên mình dẫn tới thất bại, thành ra mình than vang những cái việc mà mình bị tổn thất, mình bị thất bại ở trong quá khứ. Rồi thưa vị, khi tâm lý than vang như vậy thì những cái dòng cảm thọ ưu sầu nó sẽ nổi lên đầy ở trong tâm chúng ta. Mà khi dòng cảm thọ ưu sầu như vậy khởi lên thì làm sao tim mạch khí huyết chúng ta được được nhẹ nhàng, được thoải mái được, cho nên chắc chắn nó sẽ bị tổn hại. Đặc biệt là khi lòng than sầu thì trí não nó không được an nhiên, mà trí não không được an nhiên thì nó sẽ tác động động trực tiếp vào ở trong bao tử chúng ta. Mà Thế Tôn cũng nói nhiều cái đoạn kinh khác, đó là do người ta ăn vào mà ở trong tâm mang đầy ưu phiền ưu sầu cho nên thực phẩm không tiêu hóa được, mà một khi thực phẩm không tiêu hóa được thì nó sẽ sinh bệnh, và do vậy đó chính là những cái nguyên nhân mà loài người tuổi thọ càng ngày càng suy giảm. Rồi nếu như chúng ta quên lãng đi, chúng ta tập bỏ qua những cái gì diễn ra ở trong quá khứ mà tâm của mình không than vang nữa, còn ở trong hiện tại thì sao? Ở trong hiện tại chúng ta sống ngay với những gì đang diễn ra trong hiện tại, tức là chúng ta cố gắng làm tất cả những gì có thể chúng ta làm được ở trong hiện tại. Chúng tôi thường khuyên với tất cả quý Phật tử rằng chúng ta không có quyền chọn lựa cái hoàn cảnh mình sinh ra, nhưng chúng ta hoàn toàn có quyền quyết định tất cả những gì mà mình đang làm ở trong hiện tại. Cho dầu gặp cảnh thuận chúng ta không say đắm, gặp cảnh nghịch chúng ta không bị tán thất tinh thần, mà chúng ta hãy giữ cho mình ở trong hiện tại làm sao cho được thanh thản. Đây chính là một điều rất khó chứ không đơn giản thưa quý vị. Và tương tự cũng như vậy, ở trong tương lai thì sao? Chúng ta không có nên chạy theo những dự án, làm tất cả mọi việc có kế hoạch, có sự tính toán, có sự phát nguyện, có sự cần mẫn, nhưng chúng ta không khổ não ở trong những dự án. Có những người làm một số cái dự án nào đó mà không thành công, để rồi á họ bứt rứt, họ buồn bực và thậm chí là họ thay đổi hết tất cả nhân cách sống của mình. Như vậy thì thưa vị, chúng ta thấy những ai mà muốn giữ cho mình có được cái sắc tướng đẹp đẽ, thân tâm trang nghiêm thanh tịnh, thì Thế Tôn nói rằng không than việc đã qua, không mong việc sắp tới, sống ngay với hiện tại, do vậy mà cái sắc diện nó trở nên là thù thắng và vi diệu. Rồi Thế Tôn còn nói rằng do mong việc sắp tới, do than việc đã qua nên kẻ ngu héo mòn như leo xanh rời cành. Hình ảnh này thật là gần gũi với chúng ta. Do mong việc sắp tới, cứ là mong muốn nó như ý mình, mong muốn nó diễn ra như ý mình. Chẳng hạn như hai vợ chồng, một ông á thì ủng hộ ông Biden, một ông một cô vợ thì ủng hộ là ông Trump, chẳng hạn như vậy. Thì thế là hai người đưa ra những cái quan điểm rồi cãi cọ, thậm chí là mất hạnh phúc với nhau. Mà chúng ta thấy là chúng ta là vợ chồng, cố gắng xây dựng cái đời sống gia đình hạnh phúc, nhưng mà
chúng ta thấy cái hiện tượng nào, thì rõ ràng là nếu như mà ai hai vị ai là tổng thống thì gia đình này chắc chắn là cũng đều phiền não hết rồi, hoặc là chồng phiền não, hoặc là vợ phiền não, bởi vì cái mong ước của chúng ta là mong ước cái người đại diện của mình theo ý của mình. Cho nên á, thưa vị, nhưng mà tất cả nhân duyên nghiệp báo nó như thế nào, chúng ta hoàn toàn không có thể tiên liệu được đâu. Các pháp trùng trùng duyên khởi, chúng ta không thể nào đủ cái sức mà chúng ta kiểm soát hết tất cả mọi hiện tượng đang diễn ra. Cho vậy cho nên nếu như mà mong cái việc sắp tới rồi than cái việc đã qua, thì Thế Tôn nói rằng là kẻ ngu tự làm mình trở nên hiếu mòn, đời sống của mình bị hiếu mòn như là cái cọng lâu mà nó rời khỏi cành, nó không có được tiếp vào cái nhựa sống, cho nên cái cọng lâu đó nó cứ hiếu úa dần dần đi, thật là thơ thảm. Thì như vậy thưa quý vị, chúng ta thấy bài pháp này rất là ngắn gọn, đơn giản nhưng hết sức là kỳ diệu. Quan trọng ở chỗ là chúng ta khéo thọ trì, chúng ta khéo sử dụng nó vào ở trong đời sống thường nhật của mình. Một vị thiên thần họ cũng không hiểu tại sao mà Đức Thế Tôn và các vị thánh đệ tử của Phật có một đời sống hết sức là khổ hạnh thiếu thốn ở nơi rừng thiên nước độc, nhưng mà ai ai cũng có cái sắc tướng thù diệu, ai ai cũng trang nghiêm. Mà chúng ta thấy chẳng hạn như có những vị ngày xưa như ngài Mahakajip có thể thọ tới 120 tuổi, Tôn giả A Nan tới 120 tuổi, ngài Kajip xin lỗi là tới 160 tuổi, thì chúng ta thấy là họ rất có sức khỏe, rất là an ổn. Nếu không thì làm sao mà họ có thể là thọ lâu như vậy? Thì đủ thấy rằng là tất cả những người có thọ mạng dài lâu đều là những người có phước báo và những người có sự an ổn ở trong nội tâm. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái bí quyết mà giữ cho mình xinh đẹp, giữ cho mình thanh thản, giữ cho mình có được một cái cuộc sống an lành, thì những việc đã qua chúng ta tập buông xả, những việc chưa tới thì chúng ta đừng có vọng cầu một cách quá đáng. Và nói thế không nghĩa rằng là chúng ta không có ước nguyện, không nghĩa rằng là chúng ta không có phát nguyện phấn đấu và vươn lên, mà ở trong hiện tại thì chúng ta nỗ lực làm tất cả những gì mình có thể làm được, và mình sống thật không uổng phí một ngày đã sinh ra. Tại sao chúng tôi dùng chữ là một ngày đã sinh ra chứ không dám một đời đã sinh ra? Bởi vì ngày mai kia không biết mình còn tồn tại hay không. Cho nên ngày hôm nay làm được gì ở trong ước nguyện của mình thì hãy nỗ lực làm cho hết sức của mình, để rồi ngày mai kia nhắm mắt xuôi tay thì chúng ta cũng nhẹ nhàng, cũng thanh thản, cũng mỉm cười, bởi vì tất cả những việc mà chúng ta muốn làm và mong mỏi thì chúng ta đã thực hiện nó. Cho dù cái kết quả nó thành hay là nó chưa thành thì đó là cái việc mà nó tương tác tới nhiều cái khối lượng nhân duyên khác. Còn ở hiện tại ở trong tâm thì chúng ta đã thực hiện được rồi. Trong tâm chúng ta đã có cái sự hành động rõ ràng rồi thì chúng ta không có gì hối hận nữa. Và Thế Tôn nói rằng là chỉ có những ai khờ khạo ngu si mới tự chôn vùi cuộc đời mình ở trong cái sự ưu phiền, để cho mình sống ở trong cái kiếp sống mà hiếu úa như là cọng lâu bị rơi khỏi cành. Đó chính là những nội dung gần gũi nhưng hết sức là hay, mong đại chúng chúng ta lãnh hội, và mỗi người chúng ta hãy tìm cho mình một con đường để chúng ta thọ trì lời Phật dạy. Rất cảm ơn các vị đã lắng nghe, kính chúc các vị an lành. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung kính tri ân thầy đã giảng bài pháp này cho chúng con và những người đang theo dõi chương trình Vấn Đáp Phật Pháp hiện nay. A Di Đà Phật. Và chúng con kính cảm ơn thầy qua lời dạy của thầy. Chắc là thầy hiểu tâm tư của con và làm cho con chợt nhớ tới một bài pháp của thầy dạy cho con, nếu con sai, như là của thiền sư Trần Nhân Tông, có là các pháp hữu nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ứng tác như thị quán. Nói tóm là theo con hiểu con thì các pháp hữu vi đều là vô thường, giống như là chăn bọt mây nước thôi. Mình hay nghĩ như vậy thì mình những gì nó qua mình đừng có duyên theo, mình duyên theo mình càng đau khổ. Và Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị, hiện nay trên màn ảnh có hai số điện thoại, và hai số điện thoại đó tức là của quý vị, để cho quý vị có thể gọi và đặt câu hỏi cùng sinh hoạt chung với Nhật Tường. Và trong lúc chờ quý vị gọi và đặt câu hỏi thì Nhật Tường xin phép để Nhật Tường đặt câu hỏi trước với thầy. Di Đà Phật. Và kính bạch thầy, qua cái bài kệ ngắn gọn của Đức Phật thôi mà con có thể nói là đây là một cái sự cô đọng giáo lý mà Đức Phật đã dạy rất là nhiều thời gian mà ngài hoằng pháp. Thì câu hỏi đầu tiên mà con muốn hỏi đây, trước con chia làm 3 phần câu hỏi. Đầu tiên con hỏi đây là khi một vị chư thiên mà nói lên bài kệ trước mặt Thế Tôn, là ngài hỏi là
thường sống trong rừng núi, bậc thánh sống phạm hạnh, một ngày ăn một buổi, sao sắc họ thù nhiễu. Quan niệm của thế gian là thường thường nó phải ăn uống đầy đủ, ngủ nghe đầy đủ thì sắc diện mới tốt, mới khỏe, mới hồng hào. Nhưng mà đây khi nói đến đây thì có phải nói lên là tính cách là thiểu dục, hoặc là tính cách là giảm đi cái sự tham mê ngũ dục, chỉ cần cái tâm mình an lạc thì mình sẽ thấy tướng tốt đẹp. Kính thưa anh, kính thưa đại chúng, cái chữ thiếu dục ấy, chúng ta hiểu như thế nào? Đó là một điều mà chúng ta cần phải đặt ra trước khi chúng ta muốn hiểu cái ý nghĩa bên trong. Thì vấn đề thiếu dục ở đây á, chúng ta thường hay dịch nghĩa là ít muốn. Ít muốn tức là muốn ít thôi, ít muốn hay là muốn ít, hay là vừa đủ. Nhưng ở đây thưa quý vị, cho chúng tôi được đặt câu hỏi, vậy thì thế nào gọi là đủ? Thế nào gọi là vừa đủ? Định nghĩa này là hết sức mơ hồ phải không? Chúng ta không có một cái nấc thang, không có một cái tiêu chuẩn, không có một cái gì rõ ràng ở trong cái vấn đề là vừa đủ này hết. Vừa rồi ở tại Bồ Đề Phật Quốc, chúng tôi có giảng một bài kinh được ghi lại ở trong Tăng Nhất A Hàm, mà Thế Tôn định nghĩa rằng là biết đủ, biết đủ tức là để ý cái giấc, cái bữa ăn của mình thấy nó no, vừa no là được. Rồi cái giấc ngủ của mình như vậy là được, không có nên là ngủ tối ngày chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta tìm bài kinh đó để chúng ta hiểu rõ hơn những gì mà Đức Thế Tôn muốn nói. Nhưng ở đây chúng tôi chỉ muốn nói rằng là chúng ta muốn giữ cho mình có một cái sắc thân thù diệu, thì Thế Tôn chỉ cho chúng ta về yếu tố của tinh thần. Yếu tố tinh thần là quan trọng ghê gớm. Nếu như mà một người đeo bệnh mà tinh thần không được thoải mái thì không bao giờ cái bệnh đó nó bớt ra được. Cho nên tại sao bác sĩ cứ khuyên chúng ta là ráng giữ cho mình được vui vẻ, tinh thần mình thật vui vẻ, lạc quan, thì lúc bây giờ bệnh nó cũng sẽ lướt qua được. Thì bao nhiêu đó đủ thấy rằng tinh thần nó tác động mật thiết tới cái sự tồn tại của chúng ta. Thành ra nếu như chúng ta có một cái tâm tư khổ não thì chắc chắn rằng là thân thể chúng ta nó sẽ suy kiệt theo. Và ngược lại, nếu tinh thần chúng ta mà mạnh mẽ thì cái sắc thân chúng ta nó cũng sẽ tươi sáng, nó vươn lên. Nhưng nói thế không có nghĩa rằng lúc nào tinh thần cũng quyết định được tất cả. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như chúng ta thấy mình không được cung cấp bởi những dưỡng chất năng lượng đầy đủ, thì bắt đầu hai con mắt mình nó ù tối, tai mình nó không muốn nghe, và con người mình nó trở nên mệt mỏi đi. Lúc ngày xưa chúng tôi xây chùa, lúc ở Việt Nam cũng xây chùa, cái kiếp chúng tôi là cái kiếp khổ nạn xây chùa. Cứ xây chùa cho người ta ở, xây chùa cho người ta tu mà cũng khổ thật. Thì lúc đó có một anh chàng phụ thợ hồ, thì lúc bây giờ gần trưa người ta cứ gọi tên của anh để lấy bưng gạch rồi xách hồ thêm, thì lúc bây giờ anh không nghe, anh im ru à. Thì lúc đó người ta nói tại sao không nghe, và anh cứ im ru vậy đó. Thì sau đó chúng tôi mới hỏi tại sao anh đến đây đỡ phụ thợ hồ, thì thợ gọi anh xách bưng gạch bưng hồ thì anh phải lên tiếng chứ, sao anh im ru, người ta gọi hoài anh không nói gì cả. Thì anh nói con không nghe gì hết, sao người ta kêu mà con không nghe gì hết. thì lúc đó chúng tôi mới hiểu, à thì ra là nó mệt quá rồi cho nên lỗ tai nó điếc. Phải như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, có khi lười biếng cũng có, hay là có khi không cố gắng một chút cũng có, hoặc là mệt mà thôi cho qua cũng có. Nhưng rõ ràng là khi mà sáu giác quan chúng ta không được sự duy trì bởi những nguồn năng lượng thì nó sẽ trở nên suy kiệt. Đây là chuyện bình thường. Chúng tôi muốn nói rằng sự tác động giữa vật chất đến tinh thần, và ngược lại tinh thần tác động sang vật chất, đây là một cái gì rất là tự nhiên, nó có sự tương tác lẫn nhau. Vì thế cho nên ở đây chúng ta muốn mình có được một cái sắc thân thù diệu thì chúng ta hãy sống giữ tinh thần mình thật là vui vẻ an lành, thì lúc đó chúng ta sẽ có được sự an vui. Và bên cạnh đó chúng ta còn thấy rằng là nếu như mà chúng ta để cho tinh thần mình nó say đắm ở trong cái đời sống cảm thụ ái dục, cảm thụ cái ái dục này á là nó sinh ra từ năm giác quan tiếp xúc ngoại cảnh á, thì cái tâm chúng ta say đắm ở trong cái quốc độ đó, trong cảnh giới đó, thì bắt đầu á là tinh thần chúng ta nó sẽ bị tán thấp, và do vậy mà sức khỏe chúng ta nó cũng suy hao theo. Đây là cái định luật tất yếu mà thôi. Dạ, cảm ơn các vị đã lắng nghe. A Di Đà Phật, chúng con kính cảm ơn thầy. Dạ, kính bạch thầy, giờ đây con sẽ bước sang giai đoạn thứ hai để con đặt câu hỏi. Thì
Ở đoạn thứ hai mà Đức Phật mới dạy như vậy nè, là không than việc đã qua, không mong việc sắp tới, sống ngay với hiện tại, do vậy sắc thù diệu. Kính bạch thầy, qua bốn câu này mà Đức Phật dạy thì làm cho con liên tưởng tới mà khi Đức Phật dạy là sống ngay với hiện tại, thì theo ý con hiểu là chẳng những sống ngay với hiện tại trong đời sống thường nhật của người Phật tử cũng như là người xuất gia, mà là sống ngay với hiện tại trong khi mà chúng ta cũng như chúng ta tu tập để mà giảm thiểu đi cái sự vọng tâm, không nghĩ quá khứ, không nghĩ tương lai mà chỉ nghĩ ở hiện tại. Thì bây giờ con xin hỏi thẳng vào vấn đề giảm thiểu cái vọng tâm. Cứ mỗi lần mà hàng Phật tử chúng con đến chùa tu tập tụng kinh Pháp Hoa, sau khi tụng kinh xong thì chư Tôn Đức hướng dẫn chúng con kinh hành. Kinh hành sau đó rồi thì chúng con có khoảng chừng 5 hoặc 10 phút, 15 phút chư Tôn Đức hướng dẫn ngồi thiền. Thì quý ngài dạy rằng là hãy chú tâm vào hơi thở, hãy buông bỏ hết tất cả, hoặc là những tâm niệm Phật. Thì cũng là cái câu hỏi đây là kính xin thầy là nói về cái sự lợi ích đó, tại sao cái đó giúp cho, tại sao cái đó mà chư Tôn Đức thường dạy cho những người sơ cơ để mà giảm thiểu được cái sự vọng tâm. Dạ thì thưa Nhật Tường, kính thưa đại chúng, đây là một điều rất là gần gũi và cũng hết sức là đơn giản. Vì sao? Bởi vì chúng ta hiểu từng chữ từng câu, chúng ta thấy thế nào là vọng và thế nào là chân. Thì chúng ta hiểu rằng vọng tức là cái tâm nó đeo đuổi theo những cái ảo vọng liên tục không gián đoạn, chúng ta xem đó là vọng tâm. Còn chân tâm á, là cái tâm được an trú trong sự thanh tịnh. Vậy thì cái tâm chúng ta nó như khí truyền cây, như ngựa trong động nội, nó chạy qua theo ngoại cảnh. Và làm sao mà bây giờ để tâm nó an trú lại thì buộc chúng ta phải buộc nó lại, cột nó lại. Phải buộc cột nó lại trong một cái đề mục nào đó. Mà một cái đề mục gần gũi với chúng ta đó là gì? Đó là hơi thở. Nếu như chúng ta không thở thì chết rồi. Cho nên rõ ràng cái hơi thở là gần gũi với chúng ta, nó rất đơn giản, rất dễ thực tập. Mà quý ngài quý thầy nhắc nhở chúng ta là để cho chúng ta nhớ là nên an trú vào trong hơi thở. Có như vậy thì dưỡng khí trong thân chúng ta nó sẽ được dồi dào hơn, và tâm chúng ta tạm ngưng lại tất cả cái đời sống mà đi tìm kiếm những cái vọng tướng, những tìm kiếm những cái ảo tướng, tìm kiếm cái gọi là cái những cái kế hoạch này nọ, chúng ta đi tìm kiếm hoài. Thành ra bây giờ tạm thời ngưng lại, tức là cho nó nghỉ ngơi một chút. Như vậy thì cái tâm nó sẽ an ổn xuống, và nhờ sự an ổn đó mà chúng ta thấy trong lòng mình mát mẻ, hạnh phúc. Thành ra đây là những điều, một cái công thức, một cái nguyên lý nó là như vậy, chứ chúng ta không thể nào làm khác được đâu, mà chúng ta buộc phải như vậy. Tuy nhiên, thưa vị, Phật pháp có 8 dạng 4.000 cái phương thức đối trị tâm vọng tưởng của chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì tâm chúng ta có 8 dạng 4.000 cái xu thế hành động. Chúng tôi nói rằng là có 8 dạng 4.000 cái xu thế hành động, nó khởi lên cái tâm, nó đi đông đi tây, nó có 8 dạng 4.000 cái xu hướng như vậy. Cho nên Thế Tôn buộc phải nói 8 dạng 4.000 cái phương thức để chặn đứng cái xu thế hành động theo vọng tưởng đó. Nhờ đó mà chúng ta an trú ở trong tam muội, mà một khi đi vào trong đại định tam muội thì chúng ta có được sự an lạc, và sự an lạc này nó tạo ra những cái tố chất hết sức là thù diệu để nuôi dưỡng sự tồn tại của chúng ta. Đây là một cái nguyên lý mà chúng tôi xem như là một loại, một cái ngành gọi là khoa học tâm linh, hay chúng ta dùng chữ là khoa học mà thực nghiệm tâm linh, chứ không phải đơn giản là một cái tôn giáo đâu, thưa quý vị. Dạ, cảm ơn các vị đã lắng nghe. A Di Đà Phật. Chúng con kính cảm ơn thầy và kính bạch thầy. Trước khi con bước sang cái lĩnh vực mà sống hiện tại mà trong cuộc sống hàng ngày, thì thầy cho phép con hỏi thêm hơi đi xa chút nữa, là cái mà con vẫn không hiểu là tại sao mình quán giới phân biệt hoặc là quán pháp vô ngã, nó giúp cho mình cột lại cái sự mà cái tâm của mình thẳng mà không bị mà cái sự tiếp tục có sự loạn tưởng. Dạ vâng, thì quán là gì? Trước khi tôi hiểu quán là gì, quán tức là sự quán chiếu, nhận thức và thấu rõ. Nếu như tâm chúng ta được nuôi dưỡng ở trong một cái nhận thức đúng đắn với chân lý thì nó sẽ tránh đi những cái nhận thức sai lầm. Vì vậy thôi, chúng ta khi mà chúng ta từ bỏ cái nhận thức sai lầm thì tự nhiên chúng ta sẽ đi vào cái nhận thức đúng đắn. Và ngược lại, chúng ta đeo đuổi theo những cái dòng cảm thọ nhận thức sai lầm thì chúng ta sẽ mất đi sự đúng đắn mà thôi. Đây là cái chuyện đương nhiên. Cho nên trong sự tu tập thì chúng ta buộc phải quán chiếu. Quán chiếu tức là nuôi dưỡng cái tâm mình mà thấy ở đây là gọi là giới phân biệt, chứ không phải là giới không phân biệt mà là giới phân biệt. Yeah. Đây là một hình thức
quán chiếu để cho tâm chúng ta được an trú ở trong thánh giới của Phật. Rồi chúng ta do chấp ngã mà sinh ra đau khổ. Và có thể nói rằng tất cả mọi hiện tượng đau khổ đều dựa ở trên sự chấp ngã. Cái chấp ngã nó sinh ra tham, nó sinh ra sân, nó sinh ra si, nó sinh ra sự kiêu ngạo. Cho rằng là kiến giải ta đúng, ta nhận thức đúng, người khác không hơn ta. Và hiện tượng nào đó diễn ra như ý mình kiến giải thì lúc bây giờ mình sinh tâm ngã mạn. Hoặc là mình hơn người ta một chút mà mình nghĩ rằng mình hơn nhiều. Hoặc là mình thua thật nhiều mà mình nghĩ rằng là mình thua một chút thôi. Tất cả những điều này đều dựa vào bán ngã. Mà bán ngã chính là một cái ảo giác, nó là một cái dạng tâm lý phát sinh mà thôi. Chứ thực sự mà nói thì ở trong thế giới này vốn nó là vô ngã, nó là tánh không, thì làm sao mà có ngã được. Nhưng mà do tâm chúng ta dính mắc ở trong đó, thành ra thường nhắc nhở mình, thường quán chiếu, thường tâm niệm rằng dạng vật vô ngã. Cho nên lâu ngày ở trong tâm chúng ta nó tự sẽ có một năng lực là xả bỏ. Mà nhờ năng lực xả bỏ này á, năng lực buông bỏ này, cho nên chúng ta thấy mình an lạc giải thoát. Từ đó chính là cái cách mà quán, tức là dù thường dùng cái nhận thức trí tuệ của mình để mà nhìn sâu, để mà hiểu rõ. Thì có như vậy chúng ta mới có được sự an lạc. Đây chính là cái nội dung căn bản đó thưa quý vị. Thì kính thưa Nhật Tường và kính thưa đại chúng, đây là một chương trình truyền hình trực tiếp từ Bồ Đề Phật Quốc. Và chúng ta đang lắng nghe chương trình Vấn Đáp Phật Pháp. Nếu như các vị có những câu hỏi nào cần được đề ra, cần được sự giải đáp, thì xin các vị chúng ta cứ mạnh dạn gọi vào đài. Chúng tôi rất đáng tiếc rằng thời gian này là một thời gian chánh thời, một thời gian đúng đắn, một thời gian dành cho các vị. Nhưng nếu các vị không khéo sử dụng thì nó trôi qua cũng hết đi. Hàng ngày có một vài người gọi tới chúng tôi hỏi những câu thật là dễ thương, nhưng nó thực sự mà nói, nếu như các vị hối vào trong giây phút này thì nó thực sự là chánh thời. Còn nếu chúng ta rời ra mà chúng ta hối vào cái giờ khác, nó xin lỗi, có khi chúng tôi bận rộn tới mức mà không đủ giờ để mà nói cái gì hơn. Nhưng có một vài Phật tử cứ muốn giữ chân để rồi hối chuyện này, hối chuyện kia. Nhưng xin thưa vị, rất đáng tiếc là những lúc như vậy thì chúng tôi đang đi theo cái nguyện lực thi triển Phật sự, cho nên không thể dừng lại được. Nhưng mà chúng ta hãy nên lắng nghe cái chương trình này để chúng ta được học hỏi và chúng ta sử dụng nó cho thật ý nghĩa. Rất cảm ơn các vị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng con kính ơn thầy. Chắc có lẽ hôm nay là Phật tử không thương con như thương từng vừa rồi bạch thầy. Dạ A Di Đà Phật. Giờ đây con xin bước sang lãnh vực là cũng là Đức Phật dạy sống ngay với hiện tại, mà là con nói vào đời sống hàng Phật tử của chúng con. Thì theo ý của chúng con hiểu, mà khi Đức Phật nói sống ngay với hiện tại là qua những bài pháp mà mình đã từng thực hiện trên chương trình này thầy, như là nói thiện, nghĩ thiện và làm thiện. Bên cạnh đó mình cũng là thường xuyên coi như là về chùa làm công quả nè, tụng kinh nè, học hỏi Phật pháp nè, cố gắng làm những điều tích cực, thì đó có phải là cách mà cũng như là mình có thể sống ngay với hiện tại không thầy? Dạ vâng, mình nghĩ như thế thì không đúng. Tại vì những người không có điều kiện đến chùa thì người ta không lý nào không sống được với hiện tại hay sao? Yeah. Cho nên sống trong hiện tại tức là gì? Tức là chúng ta đang tập mà quan sát, đang tập cảm nhận, đang tập nhận thức đúng đắn nhất những gì đang diễn ra. Bởi vì không có ai có đủ năng lực thay đổi quá khứ, cũng không có ai mà xác quyết rằng tương lai nó diễn ra theo ý của mình. Cho nên ở trong hiện tại thì chúng ta hãy nỗ lực làm tất cả những gì và sống những gì có thể sống được ở trong hiện tại. Đó chính là những gì nó nằm trong tầm tay của chúng ta. Chúng ta suy nghĩ như vậy, đơn giản như vậy là quan trọng nhất. Chẳng hạn như hiện bây giờ thưa quý vị, tất cả công việc của một ngày chúng tôi cũng đã buông bỏ rồi. Giờ đây ngồi với đại chúng thì chúng tôi chỉ muốn rằng là đem tất cả giáo nghĩa thầm thâm của Phật để chia sẻ với đại chúng. Và ở trong đây nếu có ai lắng nghe một cách thanh tịnh, ở trong đây nếu như các vị có thể bỏ ra vài phút để chiêm nghiệm lời Phật dạy thật là ý nghĩa, như là một đấng cha lành nhắc nhở chúng ta hãy nên buông bỏ những gì đã qua và những gì chưa xảy ra, thì cũng chớ có vọng cầu ở trong hiện tại mà sống tốt, là một con người thật là chân chánh, có tử tế, sống một đời sống tử tế. Cứ như vậy thì lúc đó chúng ta đã có an lạc, có hạnh phúc rồi. Và nhờ đó mà tâm chúng ta ngày càng đi vào ở trong một cái trạng thái thanh thản. Rồi nhờ sự thanh thản đó mà nhìn cái gương mặt chúng ta thấy nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, thì bao nhiêu đó là chúng ta thấy mình cũng đã có an lạc rồi, phải không thưa quý vị?
Dạ, cảm ơn các vị đã lắng nghe. Di Đà Phật và kính bạch thầy. Dạ thưa Phật, kính thưa quý vị và chúng con kính bạch thầy. Ở đoạn cuối Đức Phật dạy là do mong việc sắp tới, do than việc đã qua nên kẻ ngu héo mòn như lau xanh rời cành. Hồi nãy thầy cũng đã giảng sơ về điều đó. Con xin né sang một chút mà con đặt câu hỏi như vậy là có khi con về chùa thì con thấy chư Tôn Đức, gương mặt của chư Tôn Đức ai cũng đẹp, ai cũng hảo tướng, thì đó có phải phản ánh lên cái sự tâm mà do tâm của quý ngài an lạc, tâm quý ngài không nghĩ quá khứ mà lúc nào cũng chú vào hiện tại. Vậy Đạo Phật. Dạ, kính thưa đại chúng, điều này chúng ta nói không khéo nó hơi quá. Thực ra không phải lúc nào cũng nghĩ trong hiện tại đâu. Bởi vì ở trong cái kiếp mạt thế này á, thì phàm thánh đồng cư, có những vị thánh an trú nhưng có những vị cũng đang tập tu. Thành ra chúng ta, bản thân chúng tôi nói rất là thật tình. Tức là đôi khi chúng ta nỗ lực quá sức ở trong công việc, rồi thời tiết, rồi khí hậu, rồi sức khỏe không đủ sức để duy trì những cái công việc hàng ngày. Và có ngày thì có quá nhiều nghịch cảnh diễn ra, có quá nhiều điều chúng ta gây mắc nó cứ kéo tới. Thì lúc bây giờ chúng ta cũng phải rời lên, chúng ta cũng phải làm cái gương mặt mình á, nó dữ dằn lên, để cho mọi thứ nó ngưng lại, không được đi nữa. Nếu không á, thì cái chương trình và công việc nó kéo đi sang một hướng khác. Như vậy thì lúc đó cũng khó mà nói rằng là cái gương mặt lúc đó dễ thương được. Chuyện đó thì vẫn bình thường thôi thưa quý vị. Nhưng mà ở được một điều là nếu như biết tu tập thì chúng ta làm sao giữ cho mình có được một cái nội tâm an ổn. Tức là có rầy, có la, có gì đi nữa nhưng đừng để cho mình mất tình thương với mọi người. Cũng giống như là người cha, người mẹ thương con thật sự. Thì cho dầu có rầy la đi nữa nhưng nó xuất phát từ gì? Từ tình thương. Chứ còn nếu như chúng ta ở trong tâm mà nối sân thật sự, cuồng nộ thật sự, thì nói xin lỗi khi mình rầy la dạy dỗ con cái của mình nó cũng không muốn nghe. Bởi vì sao? Bởi vì tâm chúng ta lúc đó là đang cuồng si, đang phẫn nộ. Thành ra nó cũng là một cái duyên mà kích thích làm cho cái tâm cuồng si phẫn nộ của con mình nó khởi lên. Tức là nó được cái duyên tác động á. Thành ra cái tâm đó nó cũng khởi theo. Và như vậy thì con của mình nó có nghe đi nữa thì nó cũng nghe trong sự đau khổ, chứ không thể nào lãnh hội được đâu. Thành ra đó chính là những điều mà chúng ta cũng cần phải chiêm nghiệm. Thành ra thưa quý vị, chúng ta chỉ hiểu rằng là những gì đã qua thì hãy cố gắng bỏ qua. Ngủ một giấc thật là an lành. Người tu tập mà không có dọn dai, mình làm người gì cũng được, chứ đừng có làm người quân tử mà trả thù 10 năm. Mình không cần làm như vậy. Và mình không đỡ cho mình trở thành một cái người héo úa ở trong cái não nhiệt phiền não, như chính là một cái cọng lâu mà bị thiêu đốt ở trong cái cuộc đời này thì thật là uông phí. Dạ, cảm ơn các vị đã lắng nghe. Dạ là Phật, chúng con kính cảm ơn thầy. Thầy có nói sao nữa thì chúng con nhận thấy quý ngài diện mạo rất là đẹp hơn. Cho dù quý ngài có la, quý ngài có quở trách thì nó cũng xuất phát từ từ tâm. Cho nên do sao đi nữa thì diện mạo của quý ngài cũng là hảo tướng. Giờ là Phật, giờ đây chúng con cung thỉnh thầy bước sang phần thứ hai, tức là phẩm vườn hoan hỷ. Giờ là Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, phẩm vườn hoan hỷ là phẩm thứ hai được biên tập theo tinh thần của Tương Ưng Chư Thiên. Thì ở trong phẩm này á, chúng ta thấy lúc bây giờ Đức Thế Tôn ở tại Xá Vệ, chứ không phải ở tại Xá Vệ nghe. Và tại rừng Thánh Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Thì thưa vị, lúc bây giờ cũng có một cái vị Thế Tôn mới nói như thế này: này các tỳ kheo, này các tỳ kheo, thời xưa có một vị thiên thuộc cõi trời 33, tức là có một vị thiên thần ở tại trời Tam Thập Tam, hay còn gọi là trời Đau Lợi đó. Vị thiên thần này họ cùng với ông ta, cùng với thiên chúng vây quanh rồi du hí ở vườn hoan hỷ. Thì chúng ta biết rằng ở trong cõi Tam Thập Tam nó có một cái nơi địa đàng, nơi đó là một cái cảnh đẹp tuyệt diệu mà Thế Tôn nói rằng là gần như trong ba cõi thì đây là một cái cảnh thù thắng vô cùng. Chư thiên họ thường hay dắt nhau đến chỗ đó, họ hướng những cái thú vui dục lạc. Mà chúng tôi cũng không hiểu là thường thường ở trong kinh cứ nói rằng là một ông chư thiên thì thường thường có nhiều cái cô vợ, có nhiều cô thiên nữ, có tới 500 thiên nữ. Không hiểu là như thế nào. Có lẽ rằng là suy đoán thôi nghe, đây thầy Vương Châu nói chứ không phải kinh nói. Tức là có lẽ rằng là các cô thường hay làm thiện cho nên được sinh làm chư thiên.
Thì dĩ nhiên chư thiên thì cũng được sung sướng, nhưng mà có trí có tuệ hơn nữa thì trở thành nam nhân chư thiên. Thành ra quốc độ của họ nó như thế nào mình không hiểu hết được, chỉ thấy rằng là vị thiên thần này cùng với các thiên nữ vây quanh vua, giống như là vị vua mà có các cung phi mỹ nữ vậy đó. Thì họ hưởng nên cái thú vui ngũ dục ở tại vườn hoan hỷ. Rồi lúc bây giờ vị thiên đó họ vui hưởng sung sướng như vậy, họ sáng khoái quá, thành ra ông mới làm một cái thi cỡ như sau: là chúng không biết đến lạc nếu không thấy hoan hỷ, chỗ trú cả trời người cõi 30 lường danh. Chúng ta có thể hiểu nôm na rằng là tất cả ba cõi thiên chúng cho đến con người sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, không thể nói rằng là mình đã có an lạc, hoặc là thật sự mình có an lạc, mình có niềm vui thật sự khi mình chưa đến với cái vườn hoan hỷ này. Tức là cũng giống như là mình đến tại chỗ đó thì mới xứng đáng là kiếp người vậy đó. Chẳng hạn như ngày xưa người ta ghiêng cái hầu hồng lâu mộng tới mức mà người ta nói rằng khai đàm bất thiết hồng lâu mộng, độc tận thiên thư diệt uống nhiên. Tức là gì? Mở miệng ra mà không có nhắc đến, không bàn đến hồng lâu mộng thì cho dầu đọc hết tất cả hàng ngàn gọi là cái thiên sách thì cũng uống công, cũng như không mà thôi. Thành ý người ta ca ngợi, người ta ca tụng, nhưng thực ra hồng lâu mộng lúc đó là một cái nội dung mà theo xã hội phong kiến đương thời thì nó xem như là một cái loại là đồi trị, mà là một tác phẩm cấm mà. Nhưng rồi người ta lại cái gì thường thường mà hay cái gì mà cấm là người ta sẽ thường hay tìm kiếm. Các vị cứ để ý là những cái bộ phim nào mà cấm trẻ em dưới 18 tuổi xem thì chúng ta thấy ở trong rạp đó trẻ em dưới 18 tuổi đông hơn người lớn, lạ kỳ như vậy đó. Thì ở đây á, chúng ta thấy rằng là vị thiên này mà khẳng định một điều rằng là cái hạnh phúc, cái phước lạc ở trong ba cõi này thì phải đến tại vườn hoan hỷ này một lần, phải sống với các thiên nữ như vậy. Còn nếu như ai mà chưa đến đó thì thực sự mà nói á, thì chưa có thể gọi rằng là hạnh phúc. Ông ta khẳng định như vậy đó. Nha. Rồi thưa quý vị, thì sau đó thì sao? Có một cái vị chư thiên ở gần đó, ông ta nghe và ông ta nói như sau: kế ngu sao không biết, vị ứng cúng đã nói mỗi hành là vô thường, tự tánh phải sanh diệt, sau khi sanh chúng diệt, nhiếp chúng là an lạc. Tức là có lẽ rằng cũng có một vị thiên thần nào đó họ cũng đi du ngoạn ở tại cõi trời 33 vườn hoan hỷ này, họ nghe cái vị kia tuyên bố như là một dạng chân lý. Thành ra lúc bây giờ vị này á, họ mới sửa lại, họ nói rằng là cái kẻ ngu hay sao mà không biết. Tức là chư thiên ai mà chẳng biết lời Thế Tôn vậy, bởi vì họ có thần thông, họ biết được là ít nhất là một kiếp trước như thế nào, và họ muốn đi gặp Phật hay là các vị A-la-hán rất là dễ dàng. Tại sao cái đạo lý mà vị ứng cúng đây là chỉ cho lời của Phật, và Phật nói rằng là các hành đều vô thường, tức là tất cả vạn vật đã có sự biến hóa, có sự sinh ra thì nó luôn luôn chịu cái định luật là vô thường. Sự vận hành đều dẫn tới cái cảnh là hủy diệt, gọi là vô thường. Mà ở trong tự tánh của bản chất của các hành, nó là đã sanh thì phải diệt mà thôi. Chỉ khi nào mà chúng ta chấm dứt được cái cảnh tịch diệt này, đi vào ở trong cái quốc độ gọi là vô sanh A-la-hán, thì lúc đó chúng ta mới có an lạc. Vậy thì để có được cái mức độ vô sanh A-la-hán, chúng ta hãy nhiếp phục tất cả vọng tâm điên đảo của mình. Tâm chúng ta nó vọng tưởng giống y như là gì? Nó giống y như là những con sóng mà nhấp nhô ở trên mặt biển. Giờ làm sao cho những con sóng kia nó ngừng đi sự nhấp nhô? Thì chúng ta hiểu rằng là chúng ta hãy nhiếp nó, đầu tiên là sơ thiền, đi vào trong cái cảnh giới là làm thiện mà trừ ác, để rồi dứt bỏ tầm tứ gọi là gì? Ly sanh hỷ lạc, rồi định sanh hỷ lạc, cuối cùng là gì? Tiếp theo là gì? Là ly nhiễm hỷ, diệu lạc, và từ đó mà xá niệm thanh tịnh đạt được là tứ thiền. Như vậy thì lúc bây giờ chúng ta dần dần đi vào trong an lạc. Tức là mỗi ngày chúng ta nhiếp phục được bao nhiêu phần trăm phiền não thì lúc đó chúng ta có được bấy nhiêu phần trăm an vui hạnh phúc. Hay nói cách khác là chúng ta còn thêm một cái bài, chúng ta còn thêm một cái ý nghĩa hay ở trong hai bài kệ này mà Thế Tôn đã nhắc lại cho các vị tỳ kheo nghe tại vườn cấp cô độc. Đó là gì?
Đó là chúng ta thấy hai cái quan niệm của một đấng xuất thế, quan niệm của một vị giác ngộ, lời dạy của một đấng giải thoát, một vị ứng cúng. Đó là gì? Đó là hãy nhiếp phục tất cả vọng tâm sanh diệt và bằng cái phép quán dạng vật vô thường. Có như vậy thì tâm chúng ta sẽ đi vào cảnh giới an trú. Còn nếu như chúng ta đưa tâm mình ra ở bên ngoài tìm kiếm lạc thú, cho dầu chúng ta đến một cái thánh cảnh tuyệt diệu nhất trong ba cõi, đó là vườn hoan hỷ tại cõi trời 33, thì chúng ta cũng không có an lạc đâu. Thành đây chính là chân lý mà chúng ta cần phải soi chiếu. Và bên cạnh đó cũng cho chúng ta một bài học nữa, đó là chúng ta hãy lấy cái lời dạy của Phật trở thành là cái bài học chân chính cho mình. Còn mỗi người ở đời, cho dầu chư thiên có được nhiều phước lạc, có thần thông quán đạo như vậy, nhưng suy nghĩ của họ cũng không hẳn là đúng hết, mà cũng bị quở trách, cũng bị lệch lạc ở trong tà kiến. Do đó cho nên chúng ta lấy lời Phật như là thước đo vàng ngọc ở trong đời sống của chúng ta. Có như vậy chúng ta mới có hạnh phúc thật sự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rất cảm ơn các vị đã lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con rất kính cảm ơn thầy đã giảng phần thứ hai vườn hoan hỷ cho chúng con. Dạ A Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị, hôm nay quý vị đã quên gọi vào đặt câu hỏi chung với Nhật Tường rồi. Nếu mà quý vị có những câu hỏi không nhất thiết về đề tài này mà bất cứ trong cái lĩnh vực mà đời sống tâm linh thế nào, Nhật Tường kính mời quý vị nha. Giờ đọc Phật về đây, Nhật Tường xin tiếp tục đặt câu hỏi. Và kính bạch thầy, qua bài lời dạy ở trong vườn hoan hỷ mà khi mà vị chư thiên này mà đặt, vì ngài đã quá coi như là phấn khởi mà nói lên là chúng không biết đến lạc nếu không thấy hoan hỷ chỗ chú cả chân người cõi 30 lần danh, thì thầy đã giảng về ý nghĩa. Thì cái câu hỏi có nghĩa ở đây rằng là nhiều người quan niệm rằng là trời Phật phù hộ, thì theo nhưng mà trong giáo lý Đức Phật, cõi trời không phải là cõi rốt ráo để chúng ta tu tập, có phải gì không thầy? Vâng, thì kính thưa anh Nhật Tường, kính thưa đại chúng, đúng như thế. Cõi trời không phải là một cái cảnh để chúng ta đến đó để tìm kiếm cái hạnh phúc vĩnh hằng. Bởi vì sao? Bởi vì đó chính là nơi mà các vị thiên chúng có được phước báo trang nghiêm, có được phước báo để thọ hưởng, nhưng nó không phải là cái cảnh giải thoát của bậc A La Hán, cho nên nó vẫn còn bị đọa lại ở trong trầm luân. Những cõi trời 33 cho đến những cõi trời cao hơn nữa, chẳng hạn như là phi tướng xứ, như là hai vị thầy của Thái tử Tất Đạt Đa đương thời, chẳng hạn như là A La La và Út Đầu Lam Phất, các vị cũng như vậy, họ cũng vẫn phải đọa lại ở trong kiếp sanh tử. Mà chúng ta nhìn cái sự đọa của họ thật là khủng khiếp, cho chúng tôi được nhắc lại cho các vị nhớ. Đó là A La La mà Thế Tôn thọ ký rằng, tiên tri rằng là A La La sau khi hưởng hết cái phước báo ở cõi trời rồi sẽ đọa xuống ở thế gian làm một cái vị vua ở một cái quốc độ biên địa. Và vị vua này á tánh tình rất là hung bạo và sẽ làm một cái nghiệp, đó là giết chúng sanh, giết người vô số. Và sau cái phước mà tu một đời được làm vua đó, rồi hết cái kiếp đó rồi sẽ đọa trong địa ngục A Tỳ, chịu cái khổ não không bao giờ gián đoạn, hay gọi là chịu sự khổ não đến mức tàn khốc không ngừng nghỉ. Đó. Rồi tiếp theo là ai? Đó là Út Đầu Lam Phất. Thì chúng ta biết ấy, là một cái vị thầy rất là ghê gớm ở trong xã hội cổ đại đương thời, nhưng cuối cùng vẫn phải đọa làm cái kiếp con trùng dơi, tức là một loài súc sinh mà phải đi tìm kiếm thức ăn bằng cách ấy, là bay trên trời ăn những cái con chim và lặn xuống dưới nước bắt những con cá. Cho nên đủ thấy rằng những cái cảnh giới ở cõi trời kia không phải là an lạc hạnh phúc thật sự đâu. Cho nên chúng ta tu tập, chúng ta không nên nhầm lẫn điều này. Dạ, cảm ơn Nhật Tường đã câu hỏi. A Di Đà Phật. Dạ, kính bạch thầy, quý ngài thường dạy là khi mà những vị chư thiên mà họ hết phước đó, họ vì cõi trời quá vui sướng, mà vì chúng đam mê trong sự vui sướng đó mà chúng ta quên tu tập, vì quên tu tập mà hưởng cái phước từ thì mình sẽ bị đọa lạc lại thế gian. Chúc mừng thầy. Dạ, thì xin cảm ơn Nhật Tường. Đây cũng là một lời mà Đức Thế Tôn thường nhắc chúng ta, đó là tu tập không có nên là chỉ là lấy cái chân lý sinh về cõi trời làm chân lý tu tập của mình. Tuy nhiên Đức Thế Tôn vẫn khuyến khích ban đầu cho chúng ta, đó là hãy phát nguyện làm điều thiện, hãy tu 10 điều thiện. Còn thậm chí nếu như không có muốn giác ngộ giải thoát đi nữa, thì chúng ta cũng nên là cầu cho được mình sinh vào nhà quyền quý giàu sang. Bởi vì sao? Bởi vì ở trong nhà quyền quý giàu sang, chúng ta cũng có thể quyết định được một số việc làm của mình. Còn nếu như trong hoàn cảnh mà nó khó khăn quá, gia đình khó khăn quá,
rồi không có cái quyền là đi lại tự do để quyết định một số cái công việc của mình. Chẳng hạn như Phật nói rằng như ta Thái tử Tất Đạt Đa, nếu như không là một thái tử, ta đâu có được tự tại bỏ ngôi vua đi xuất gia như vậy. Ta không có được quyền làm một số việc mà tự do, mà chắc chắn rằng là bị cái xã hội ở quốc độ đó nó ngăn cản lại và nó có chướng ngại. Cho nên sinh vào nhà quyền quý cũng là điều hay. Nhưng thưa quý vị, đối với kiếp người của chúng ta thì là một kiếp rất thù thắng. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả chư thiên họ đều xem cái cõi người như là ruộng phước. Thành ra tất cả những ai từ cõi trời mà họ đi vào ở trong cái tịch diệt á, xin lỗi, đi vào trong diệt độ á, tức là trong cái chết á, thì họ thường mang mối là được tái sanh làm người, rồi á họ được gặp duyên thù thắng, được xuất gia tu hành. Thành ra đây là một cái điều mà chúng tôi nói lại trong kinh, chứ không phải chúng tôi vẽ chuyện đâu thưa quý vị. Chư thiên họ khuyên một người như thế này này, một người mà thấy rằng năm tướng suy hao và người chư thiên đã sắp chết rồi á, thì lúc đó là tất cả thiên chúng họ đến thăm và họ nói rằng á là xin cầu chúc cho ngài được sinh về cõi người, được gặp thầy hiền bạn tốt, được xuất gia học đạo, hay là được sống ở trong cái pháp viễn ly. Thì lúc quý vị, đó chính là tất cả những lời khuyên mà giống như là chúng ta đến thăm người bệnh nào mà gần chết, chúng ta nói anh chị ráng niệm Phật đi, anh chị ráng niệm Phật đi, chẳng hạn như vậy. Thì đó là cái thói quen của những cái người Phật tử, hoặc là cầu về với Đức Chúa Trời chẳng hạn. Như vậy thì mỗi người chúng ta tùy vào cái tôn giáo của mình mà chúng ta có lời khuyên chung chung như vậy. Như vậy thì chư thiên họ cũng khuyên như vậy, họ khuyên là tất cả mọi người xuống cõi người, về với cõi người để chi, để được học pháp, để được tu hành. Nhưng khổ thay có một số vị có cái phước chư thiên nhưng mà đến cõi người rồi quên mất. Tức là sung sướng hoang quên mất, ăn rồi đi chơi tới ngày, rốt cuộc ta khổ não rồi chạy tới thang của thầy Huyền Châu. Nhưng cánh này thì thưa quý vị rằng là chúng tôi thấy rất là đáng thương xót. Dạ, mời các vị tiếp tục với chương trình. A Di Đà Phật. Dạ, giờ đây chúng con A Di Đà Phật, kính mời quý vị đặt câu hỏi. Dạ, Hô Phật. Dạ, chào cô. Con muốn hỏi là tầng bà Sa Na đó mà bị A Xà Thế là con bị giết á, có phải là do nhân quả kiếp trước của mình không ạ? A Di Đà Phật, kính cô. Dạ, cảm ơn cô như thế này. Nếu như chúng ta tính nhân quả thì chúng ta phải tính hai việc. Nhưng mà chúng ta hãy tính việc đầu tiên trước đi ha. Đó là vua Tần Bà Sa La. Hơn 40 tuổi rồi nhưng ông không có con. Và đây cũng là một cái nhược điểm của Hoàng hậu Videhi. Nhân duyên như thế nào đó mà bà chưa sinh con được. Đó rồi vua Tần Bà Sa La mới quen một cái cô gái xinh đẹp tuyệt sắc đương thời. Đó chính là Am Bà Lợi. Thì cái mối tình của họ sinh ra một người con trai. Người con trai này chính là Thái tử Kỳ Bà. Và Thái tử Kỳ Bà sau này trở thành một vị thần y. Và ông ta cũng bỏ cái người thần y và đi xuất gia học đạo, ông chứng thánh và ông bỏ cả thời gian đi thánh cõi trời ở. Ông đi thường ở sâu trong rừng núi rồi sau kiếp đó ông lên cõi trời. Thì thưa quý vị á, đó là cái câu chuyện tiền thân. Rồi vua Tần Bà Sa La cũng tiếp tục đi tìm kiếm một người con kế thừa ngôi vua của mình do hoàng hậu hoặc chánh hậu sinh ra. Và lúc đó nhà vua mới nghe một vị tiên nhân tu ở trong núi, và ông phát nguyện rằng ông biết rằng, tại vì ông chứng ngũ thông mà, ông có thể đoán biết rằng là sau khi ta bỏ mạng này thì ta sẽ tái sinh làm con của vua Tần Bà Sa La. Thì lúc bây giờ nhà vua nghe tin rằng là có một vị tiên nhân tu tập chứng đắc ngũ thông, mà vị này biết như vậy, cho nên chắc chắn rằng là trong tương lai gần đây thôi ta cũng có một đứa con trai để nối dõi. Thì lúc đó khổ thay là vị chư thiên này á, vị thiên thần này ở trong núi tu làm sao mà lâu quá không chết, cho nên á không thấy hoàng hậu mang thai. Thành ra nhà vua có ý vào ở trong rừng để hối thỉnh nguyện là nên tái sanh. Nhưng mà lúc bây giờ tiên nhân ngũ thông, ông đâu không phải là tu hạnh giải thoát, ông không phải là học cái đạo giải thoát,
Cho nên ông chứng qua ông biết là bởi vì sao? Bởi vì ông chứng được là cái tha cái gì? Cái thần túc thông. Chứng được cái túc mạng thông mà ông biết là thôi, chứ còn cái lậu tầng thông ông không có có chứng được. Mà lậu tầng thông không chứng đắc thì phiền não nó vẫn khởi lên. Đau khổ nó vẫn còn, tham sân si nó vẫn còn nguyên đó, thì gặp duyên là nó vẫn sinh ra. Thế rồi nhà vua thì không có kiên trì nổi, cho nên nhà vua mới nói rằng á, mới ra cái mật lệnh, cái tín hiệu để cho những người tùy tùng hậu cận đi theo biết được ý của nhà vua, muốn cho tiên nhân chết sớm đi để đầu thai. Thì trong đó nó có thiện có ác, có tham sân si lẫn lộn. Thì qua và quả nhiên thì thưa quý vị, sau đó vị tiên nhân đã bị các vị tướng lĩnh lính hầu họ ép buộc là phải chết. Và khi chết thì vị tiên nhân rất là kiêm hận, và ông nói rằng là hôm nay nhà vua đã dùng cái lời nói và suy nghĩ mà hại ta, thì ta cũng nguyện sẽ dùng cái lời nói và suy nghĩ để mà báo thù này. Thì thưa quý vị, là cái nhân quả nó tương ứng, và quả nhiên nghiệp thức dẫn dắt vị tiên nhân này đầu thai làm con của vua Tần Bà Sa La. Rồi mới ra đời là các vị tiên nhân, các vị nhà toán số, người ta tiên đoán, người ta biết rằng đây là một đứa con lớn lên sẽ giết cha, cho nên mẹ mới hết hồn rơi làm rơi đứa con xuống, gãy mất một ngón tay. Thành ra cái chữ mà chiết chí, tức là A Xà Thế đó, A Xà Thế là trong kinh Đại Thừa, chứ trong kinh Nam Truyền thì không thấy nói đến A Xà Thế. Nhưng mà chúng ta hiểu là chiết chí là quan trọng, hay là vô chí, tức là gì, là người không có ngón tay, hoặc là cái gì, cái người đó sau này sẽ làm hại cha của mình, giết hại cha của mình. Thì thưa quý vị, đó chính là những câu chuyện được ghi lại. Nhưng nếu như chúng ta chí thọ trì cái câu chuyện này bằng cách rằng là tất cả chúng ta chịu những cái khổ não trong đời sống hiện tại đều do nghiệp báo xấu xa của mình đã tạo ra trong quá khứ, thì Thế Tôn lại quở trách quan điểm này. Bởi vì sao? Bởi vì người nào cho rằng là tất cả những nỗi khổ, những niềm vui, nỗi buồn của chúng ta hiện tại đều là do cái nhân quá khứ đem lại, thì người ấy họ sẽ không còn phấn đấu, họ không còn một ước muốn gì nữa, và họ sẽ an, họ sẽ giống như là họ an phận thủ thường. Như vậy thì làm sao họ phát hiện rằng đây là điều ta nên làm, kia là điều ta nên ráng từ bỏ, và kia là điều mà ta nên phát nguyện tu tập. Như vậy thì rõ ràng là phạm hạnh không thể nào thành lập, và đạo giác ngộ không thể nào mà thành tựu được. Do đó cho nên chúng ta thấy Đức Thế Tôn dạy chúng ta hiểu rõ nhân quả nghiệp báo, không có mơ hồ, nhưng không có đi truy tìm nó. Bởi vì truy tìm nó cuối cùng cũng không đem đến bất cứ một lợi lạc gì đâu. Thành ra là chúng ta hãy nên từ bỏ nó, chỉ chấp nhận ở trong hiện tại, và thay đổi tất cả mọi dòng tâm điềm đảo. Đó chính là điều quan trọng nhất. Dạ, cảm ơn các vị đã lắng nghe. A Di Đà Phật, chúng con kính cảm ơn thầy, và cảm ơn cô đã vừa rồi gọi vào đặt câu hỏi. Rất mong cô gọi tiếp tục gọi vào đặt những câu hỏi nếu mà cô có. A Di Đà Phật, để bước sang cái phần cuối của cái thứ nhất của phẩm Vườn Hoan Hỷ đó, thì ở đây theo lời mà vị chư tiên nói và Đức Phật đã dạy là mọi hành là vô thường, tự tánh phải sanh diệt, sau khi sanh chúng diệt, nhiếp chúng là an lạc. Thì của con đây, con xin kết nói, kéo gần lại trong đời sống hàng ngày. Khi mà Đức Phật dạy là tự tánh phải mọi hành là vô thường, tự tánh phải sanh diệt, thì mọi hành đây con có thể hiểu rằng là tất cả các hiện tượng của thế gian, cái vui, cái buồn, cái thương, cái khen, cái chê, cái thương, cái ghét, mọi thứ đó nó đều, cái đằng nào nó cũng có mặt trái của nó. Đằng sau cái sự mà mong đợi của chiến thắng là một cái kho tàng mà nó thất bại, mà nó bị thất vọng. Thì ở đây khi mà Đức Phật dạy như vậy thì nhiếp chúng là an lạc, thì tức là mình nên giữ cái tâm coi như là đừng có chạy theo những cái thứ đó, những cái hiện tượng của thế gian, thì mình sẽ được an lạc, phải không thầy? Dạ, kính thưa đại chúng, bốn cái câu này chúng ta có thể xem như là một công án tu hành. Xin cảm ơn Nhật Tường đã đặt câu hỏi rất là hay, mà chúng ta hãy cùng nhau phân tích xem. Mọi hành là vô thường, chứ hành là gì? Là sự vận hành, sự dời đổi, dạng vật vô tình thì sanh, trụ, dị, diệt. Còn hữu tình là sinh ra, rồi là già yếu, bệnh tật và chết chóc, sanh, lão, bệnh, tử. Đây là cái kiếp sống của loài hữu tình. Như vậy thì trên đời này có cái gì mà bất động hay không thưa quý vị? Rõ ràng vạn vật đều thay đổi, không bao giờ có cái gì bất động hết. Thế Tôn nói rằng lấy một cái hạt bụi lên
mà khẳng định ở thế gian này có một cái điều gì nhỏ nhất như hạt bụi này mà không bị thay đổi, thì không có ai có thể thành Phật được. Là đủ thấy rằng Đức Thế Tôn đã thành Phật, cho nên đủ khẳng định rằng dạng vật đều vô thường. Mà nó đã vô thường thì ở trong bản thân của nó phải mang lấy một cái đặc tính bản chất, đó là gì? Là sinh là phải diệt. Đã sinh ra, đã có mặt là phải diệt. Ngay cả quả địa cầu này đã sinh ra cũng phải diệt, bởi vì đã từng có sinh ra. Và sau khi sinh thì chúng diệt, đây là cái nguyên lý tự nhiên. Và do vậy mà đã có sinh diệt thì phải chịu cảnh già bệnh chết. Già bệnh chết như là những ngọn lửa thiêu đốt tất cả mọi hiện tượng tồn tại. Cho nên thế gian này cũng bị hủy hoại, bị thiêu đốt hết thấy ở trong cái nguyên lý của già bệnh chết. Vậy thì làm sao chúng ta có an lạc? Cho nên rõ ràng là đã già bệnh chết thì nó đã mang ở trong người nó là khổ đau rồi, phải không thưa quý vị? Cho nên khi nào chúng ta nhiếp trừ nó, chúng ta chặn đứng nó thì nó mới có an lạc thật sự. Dạ, cảm ơn các vị đã đặt câu hỏi. A Di Đà Phật, dạ mời cô đặt câu hỏi. Dạ, con xin hỏi thêm, có phải là giai cấp Thủ Đà La là giai cấp thấp không ạ? A Di Đà Phật, cảm ơn cô. Dạ. Chúng con kính thầy. Dạ, kính thưa đại chúng, xã hội Ấn Độ cổ đại đương thời người ta chia làm 4 giai cấp. Thứ nhất là Bà La Môn cao nhất, thứ hai là Sát Đa Lợi, thứ ba là Phở Xá, và thứ tư là gì? Là Thủ Đà La. Ngoài ra nó còn một cái giai cấp thấp nữa, đó là giai cấp Ca Chân Viên đó thưa quý vị. Thì chỉ đáng tiếc rằng là chúng ta hôm nay không đủ thời gian để mà chúng ta vấn đáp và trò chuyện nhiều hơn nữa. Giờ đây xin phép Nhật Tường cho thầy vài phút để thầy xin có đôi lời với đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng đang nghe đài, kính thưa tất cả quý mạnh thường quân đã phát tâm yểm trợ cho chương trình Lạc Quyên 3.000 phần quà cứu trợ từ thiện miền Trung của Bồ Đề Phật Quốc. Gần đây chúng tôi đã nhận được rất nhiều những tấm lòng quan tâm của các vị, và đây chính là một cái niềm khích lệ. Và chúng tôi đứng trước đại chúng chỉ phát nguyện cho chư Phật mười phương chứng giám rằng chúng tôi nguyện đem cái tịnh tài tịnh vật của các vị gửi tới tận tay những người xứng đáng để nhận tấm lòng của các vị. Và nếu như chúng tôi có làm rơi rớt một đồng nào trên chặng đường từ tấm lòng của các vị cho đến tay người nhận ở tại miền Trung Việt Nam thì thực sự chúng tôi có tội rất lớn. Do vậy cho nên chúng tôi cố gắng nỗ lực làm tất cả mọi việc tận tâm để không có cô phụ tấm lòng của các vị. Và hy vọng các vị nhận cho chúng tôi một lần biết ơn, cũng như tất cả quý Phật tử xa gần ở tại Việt Nam một niềm tri ân sâu sắc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rất cảm ơn các vị. Giờ đây xin nhờ Nhật Tường quay trở lại với nội dung. Nam mô Bổn Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đi đầu kính tri ân bi nguyện và hành nguyện của thầy, và chúng con kính thầy Phật sự được viên thành. A Di Đà Phật. Và Nhật Tường kính cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Vấn Đáp Phật Pháp trong một tiếng đồng hồ vừa qua. Và Nhật Tường xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần tới lúc 8 giờ. Kính chúc quý vị được vô lượng an lạc, Bồ Đề Tâm kiên cố. Chúng con kính cảm ơn thầy. A Di Đà Phật.